Mình tiếp tục với bài tập tiếp theo. Bây giờ các bạn cùng xem theo dõi đề bài và các yêu cầu, rồi mình sẽ vào cụ thể vào bài phần bài này. Các bạn thấy đây là một bảng lương. Và câu đầu tiên, người ta yêu cầu mình đó là tính mã loại theo ký tự bên trái của mã số. Tính mã loại theo ký tự bên trái của mã số. Mã số ở đâu? Đây, tính mã loại theo ký tự bên trái của mã số. Mã số chính là này. Thì mã loại mình sẽ lấy ký tự bên trái. Đây ha. Mã loại mình sẽ lấy ký tự bên trái. Đây, các bạn thấy đây, mã loại đây. Rồi bây giờ mình lấy mã loại thì rất là đơn giản, mình sử dụng lấy ký tự bên trái thì mình thao tác trên chuỗi mình lấy ký tự ra thôi, mình sử dụng đó là hàm lép. Rồi, test đưa vào ô này. Và lấy ra một ký tự từ bên trái qua nên mình gọi số 1 vào đây. Num cha là số ký tự mình lấy một ký tự. Rồi mình lấy được chữ A đúng không nào? Rồi, tương tự như vậy. Các cái từ khác các bạn thấy mà chính xác là đúng không? Với số 5 công tác là ký tự bên phải của mã, là ký tự bên phải của mã. Đây là ký tự bên phải của mã. Thì tương tự câu trên mình sử dụng đó chính là cái hàm right lấy từ phải qua một ký tự thôi. Right order test đưa vào cũng là ô này nhưng mà lấy một ký tự bên phải qua, một ký tự từ bên phải qua. 1 năm công tác 2 năm rồi. Hệ số theo mã loại. Tìm hệ số theo mã loại. Mã loại đây. Tìm hệ số theo mã loại. Đây là bảng tính hệ số. Thì mình thấy là mã loại là A. Thì nó có các hệ số là 10, 12, 15. Nó khác nhau tùy thuộc vào số 5 công tác. Từ 1 đến 3 năm thì là hệ số là 10 đúng không ạ? Từ 4 đến 6 năm là hệ số 12. Vậy thì đối với trường hợp này mình sử dụng lấy ra được giá trị trong này là mình sử dụng cái hàm đó là hàm index đúng không ạ? Nó giao giữa nhiều hàng với là nhiều cột. Và thấy là sử dụng hàm index thì nó lấy ra rất là tiện dụng. Rồi, vậy thì để đi vào cụ thể hơn mình sẽ vào như thế nào? Lấy cái hệ số này như thế nào? Tìm hệ số theo mã loại. Mình sẽ lấy ra trong bảng này bằng hàm index. Mình gõ từ khóa index. Rồi, cấu trúc đưa vào là bảng một cái mảng giá trị, một cái mảng array thì mình lấy ở trong này đây, cái mảng mình cần lấy là array này. Đây, mình lấy trong cái mảng này array. Và cái mảng này thì không thay đổi, khi mà mình kéo đi thì không thay đổi, nó vẫn giữ nguyên như vậy. Thì mình bấm F4, nếu không thì mình kéo nó dịch chuyển thì nó bị lệch, nó sai mất. Bây giờ row num là xác định cái chỉ số dòng. Chỉ số dòng mình xác định như thế nào? Các bạn thấy là chỉ số dòng dựa vào cái mã loại này, nếu là mã loại A thì dòng 1, mã loại B thì dòng 2, mã loại C thì dòng 3 đúng không ạ? Mã loại D thì dòng 4. Mình để ý thế này là cũng có mã loại đúng không? Mình so vào đây và mình so vào đây mình xác định mã loại. Đối với trường hợp mình thấy là nó trùng vào thì mình rất là dễ để trả ra cái chỉ số dòng. Thì để trả ra chỉ số dòng mà nó trùng lên như vậy á thì có một cái hàm đó là hàm math. Từ khóa là như thế này. Đây. Thì cái hàm này giúp cho mình trả ra cái chỉ số. Ví dụ như là mình đây mình tra vào chữ A, mình tra vào đây. Tra vào mình thấy là nó nằm ở vị trí thứ 1. Vị trí thứ nhất trong cái mảng này từ trên dưới thì nó trả là số 1. Thì mình xác định là chỉ số dòng đúng không ạ? Đó là chữ B thì nó sẽ trả ra mình cái chỉ số là số 2 thì sẽ cho mình cái chỉ số dòng thôi. Thì cái hàm math này mình sẽ trả ra được cái số tương ứng với lại cái mã loại mình tra vào đây thì nó nằm ở dòng thứ mấy, trả ra chỉ số dòng thứ mấy ha. Từ khóa rồi. Local value là mình sẽ giá trị dò, mình lấy cái giá trị này mình dò.
và mình dò vào trong cái lookup array là cái mảng này F4. Rồi. Rồi vậy thì nó dò vào vị trí thứ mấy thì trả là chỉ số mấy ha. Còn max height này thì là cái kiểu kiểu mình làm thì các bạn lưu ý đây. Cái kiểu này thì max height này có 3 kiểu chính. 3 kiểu tìm kiếm đó là nếu mà gọi số 1 thì list end nhỏ hơn giá trị tìm kiếm. Còn không thì tìm chính xác giá trị tìm kiếm. Còn như thế này thì nó sẽ tìm lớn hơn. Thế đây mình sẽ tìm chính xác. Rồi vào đây số 1 và số 0 ha. Các bạn thấy là đây có 3 kiểu đây, gõ số 0 vào. Còn nếu các bạn không gõ thì nó sẽ mặc định là số 1. Vậy là mình đã lấy được cái row 5 rồi. Bây giờ tới lại column 5. Đó là cái chỉ số của cột. Chỉ số cột thì mình biết là từ 1 đến 3 năm thì là cột thứ nhất, từ 4 đến 6 năm là cột thứ hai, từ 7 đến 8 năm là cột thứ ba. Vậy là số năm công tác ở nằm ở đây. Thì mình sẽ lập luận thôi. Ở đây tôi đơn giản nhất cho các bạn thấy, tôi sẽ lập luận ra. Nếu nếu như cái ô H3 này nó nằm trong phạm vi là từ 1 tới 3 thì mình sẽ trả ra là chỉ số là 1. Nếu nếu H3 lớn hơn bằng 1, H3 nhỏ hơn bằng 3 thì nó trả lại cho mình là cột thứ nhất, đúng không ạ? Cái này tôi ví dụ các bạn một cái đơn giản nhất. Trả ra là một. Tiếp tục, nếu không phải vậy mình lập luận tiếp. Ở đây tôi sẽ copy lại cho chúng ta nó nhanh gọn ha. Mình lập luận tiếp. Nếu như H3 mà lớn hơn hoặc bằng 4, nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì trả ra cho mình đó là chỉ số là số 2. Tiếp tục. Ở trường hợp cuối cùng thì các bạn có thể gõ luôn ngay là số 3 thì tại vì cuối cùng thì nó chỉ là trong phạm vi là từ 7 tới 8 thôi mà. Chúng ta không cần phải là lập luận gì nữa hết. Chúng ta có thể lập luận được nhưng mà không cần thiết. Tại vì ngoài hai trường hợp đó ra thì chỉ còn trường hợp là từ 7 tới 8 thôi. Nếu không phải hai cái đó thì chúng ta sẽ là gõ vào luôn đó là chỉ số là số 3, nó trả ra số 3 cho ta. Thì nó trả ra được cái số cột. Rồi. Ở đây có thể là cái dấu ngoặc tôi đóng chưa chính xác, nó hiện thông báo này. Rồi các bạn thấy. Các bạn kiểm tra lại xem đúng hay chưa. Số năm công tác là trong khoảng từ 1 tới 3, mã loại là A thì là 10. Số năm công tác mã loại là A. Số năm công tác là từ 1 tới 3 thì nó trả ra phải là số 10 mới đúng. Ở đây nó trả ra 15. Thử xem nó sai chỗ nào. Trả ra là 1.
Index array từ B17 cho tới D11. D20. Tiếp tục là row 5 dùng hàm map tra vào G3 và mảng thì mảng là từ A17 cho tới D A17 tới A20. Đúng rồi. Tiếp tục về cái column 5. Nếu như H3 lớn hơn bằng 1 và nó nhỏ hơn 3 bằng 3 thì nó trả số 1. Nếu như lớn hơn bằng 4, nhỏ hơn bằng 6, trả ra số 2, còn không phải là số 3. Có một vấn đề là trong những ô này thì chúng ta thấy là nó không phải là giá trị mà nó dạng đây là dạng. Đúng rồi. À, thì chúng ta thấy là nó xuất hiện chỗ này. Thì chúng ta thấy là khi mà lấy ra số trong công tác từ cái mã số này, chúng ta thấy là nó chưa thành value được. Nó chưa thành value được. Nó dạng là dạng chuỗi thôi. Nó dạng test thôi. Bây giờ nó chuyển sang value. Mình để vào trong hàm value ha. Rồi. Lập tức là thấy là đúng đúng không mà. Chỗ này thì đúng rồi. Thuộc Excel bình thường thôi. Rồi, chính xác 1 tới 3 năm 10 C 2 năm 9 D 1 năm 9 B 4 năm 11 B 7 năm 13. Chính xác rồi. À, đó là hệ số ha. Mình tiếp tục lương. Lương thì bằng hệ số nhân với lương căn bản nhân với ngày công. Lương bằng khoan đã. Lương thì bằng hệ số nhân với lương căn bản nhân với ngày công. Nếu ngày công lớn 24 ngày thì số ngày công dư sẽ được tính gấp đôi. Thì nếu số ngày công lớn 24 ngày thì số ngày công dư sẽ được tính gấp đôi. À, vậy là bài này chúng ta thấy là số ngày công dư sẽ được tính gấp đôi.
mà mình sẽ chỉ việc nhân 2 lên thôi. Rồi vậy thì trong này có hai trường hợp, nếu mà số ngày công lớn hơn 24 thì mình tính theo công thức là số nhân cho lương căn bản nhân về với số ngày công, rồi nhân cho số ngày công cộng với lại số ngày công dư, tính gấp đôi lên. Số ngày công dư thì được tính gấp đôi ha. Còn nếu như mà từ 24 trở lại thì mình tính theo công thức cơ bản này. Vậy thì ở đây mình sẽ luận với hàm if. Bây giờ mình kiểm tra cho xem. Nếu số ngày công mà lớn 24, nếu số ngày công cái đây mà nó lớn hơn 24 thì mình sẽ tính theo công thức này. Thì lương nó sẽ bằng hệ số nhân với lương căn bản nhân với ngày công hệ lương bằng hệ số là OI3 nhân với lương căn bản là OE3 nhân với ngày công là OF3. Và lưu ý nếu mà lớn 24 thì mình thấy là cái số ngày công này á thì tất nhiên nó sẽ là 24 tất nhiên nó sẽ là 24 rồi, và nó cộng thêm cái ngày công dư đó ra, cộng thêm ngày công dư đó ra nhân gấp đôi lên, cái số ngày sẽ được tính gấp đôi. Thì mình lấy cái ô này trừ cho 24 và nhân cho 2. Thì mình lấy 24 cộng cho cái số ngày công dư ra nhân gấp đôi lên ha. Lấy 24. Nếu mà dư tất nhiên là phải là 24 ngày rồi, cộng với lại cái số ngày dư ra nhân gấp đôi lên. Thì đó là tính theo cái số ngày công. Ngày công nó được như vậy. Số ngày công dư được tính gấp đôi. Rồi. Vậy là số ngày công mình được như vậy. Số ngày công ở đây, số ngày công là bao gồm cái 24 ngày với lại cái số ngày công dư ra nhân 2 là lên. Rồi, đó là công thức tính cho cái phần mà có ngày công lớn 24 thì mình tính theo công thức đó. Còn nếu không phải lớn 24 tất nhiên là mình tính bình thường là từ 24 ngày trở lại thì mình tính theo công thường là lấy hệ số là OI3. Mình lấy OI3. Mình nhân cho lương căn bản E3 và nhân cho ngày công F3. Rồi. Đó là lương. Tiếp tục tính phụ cấp. Mỗi năm công tác được tính phụ cấp là 10.000. Mỗi năm công tác thì tính phụ cấp là 10.000. Nếu mã loại là A thì phụ cấp được cộng thêm là 6.000. À, ngoài cái số năm công tác mỗi năm cấp 10.000 ra, còn nếu là A nữa thì mình sẽ cộng thêm vào nữa ha. Nếu mã loại là A thì mình sẽ được phụ cấp cộng thêm là 6.000 nữa, ngoài cái 10.000 ra cộng thêm 6.000 nữa. Vậy thì ở đây mình sẽ xuất hiện thêm, mình sẽ lập luận if tiếp. If mình kiểm tra đó phải là A hay không, mã loại có phải là A hay không. Nếu như mã loại là A, nếu mã loại là A
thì mình sẽ thấy là lấy số năm công tác nhân cho 10.000 và cộng thêm cho 6.000 do là mẻ loại là A nữa. Số năm công tác nhân cho 10. Số năm công tác. Mỗi năm là 10.000 nên là lấy số năm công tác nhân cho 10.000. 10.000 cộng thêm, do nó là mỗi loại là A nên là mình được cộng thêm phụ cấp là 6.000 nữa. Cộng thêm 6.000. Đó là trường hợp với lại loại là A. Còn nếu như không phải như vậy thì mình cứ tính bình thường là mỗi năm công tác tính phụ cấp là 10.000, thì mình lấy là cái số năm công tác này nhân cho 10.000 thôi. Rồi. Thực lãnh. Bây giờ chúng ta sẽ tính thực lãnh. Thực lãnh tối thiểu phải là 150.000. Thực lãnh tối thiểu phải là 150.000. Nếu thực lãnh lớn hơn hoặc bằng 150.000 thì thực lãnh bằng lương nếu thực lãnh lớn hơn hoặc bằng 150.000 thì thực lãnh bằng lương cộng phụ cấp. Mình sẽ xem câu này nó hơi lủng củng một xíu. Thực lãnh thì mình sẽ lấy đơn giản là mình lấy lương cộng phụ cấp thôi. Lấy lương cộng phụ cấp. Thì khi mình cộng ra, đây là tiền mình thấy là tiền nhận á, thì mình lấy lương cộng phụ cấp, đó là tổng số tiền mình nhận. Thì đó là thực lãnh ha. Và tất nhiên là ở đây là phải là tối thiểu phải là 150.000. Tối thiểu phải là 150.000. Mình nhận ít nhất phải là 150.000. Còn nếu như mà lớn hơn, nếu thực lãnh lớn hơn hoặc bằng 150.000 thì thực lãnh bằng lương cộng phụ cấp. Câu này có ý nghĩa là tối thiểu mình phải nhận 150.000 thôi. Còn không thì mình cứ lấy lương cộng phụ cấp bình thường thôi. Lương cộng phụ cấp bình thường ra. Nếu như nó nhỏ hơn 150.000 thì mình phải lấy sao cho đủ tối thiểu là 150.000. Rồi. Rồi vậy thì hàm if thôi. Thì ở đây mình thấy là lương mà cộng cho phụ lương cộng phụ cấp mà nó nhỏ hơn 150.000 thì mình phải cho người ta nhận tối thiểu là 150.000. Nếu nó cộng lại mà nhỏ hơn 150.000 thì người ta sẽ nhận được tối thiểu là phải nhận được tối thiểu là 150.000. Cho ta nhận 150.000. Còn nếu như người ta tính ra nó lớn hơn bằng thì cứ tính bình thường. Nếu không nếu 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 nếu, nếu mà nó không có nhỏ hơn 150.000 thì cứ tính bình thường. Chỉ lấy là lương cộng với phụ cấp là K3. Rồi, vậy mình thấy ở đây là cộng vào thử xem 20.000 cộng cho đây, các bạn thấy là nó nhỏ hơn 150.000 thì mình cho là tối thiểu phải 150.000 luôn đúng không ạ? Ô này cũng vậy, các bạn xem nó nhỏ hơn 150.000 thì cho tối thiểu bằng 150.000 luôn.
Còn nếu mà nó bình thường nó lớn hơn bằng thì mình cứ lấy bình thường thôi. Ở đây mình thấy là một số trường hợp nó nhỏ hơn 150.000. Đây, 132.000 đây. Thì người ta sẽ cho là tối thiểu bằng 150.000 thực lạnh ha. Rồi. Vậy thì tôi đã hoàn thành xong các cái câu của bài tập này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.